chào các bạn. Trên tay mình đây là chiếc Vivo Y71 và mình vừa lấy cái máy này nóng hổi luôn từ Thế Động về. Giờ đây chúng ta sẽ cùng mở hộp và khám phá chi tiết chiếc máy này nhé. Phía trước thì chúng ta sẽ có tên của mẫu máy, đó là Y71, và nhấn mạnh cho các bạn biết là máy này có RAM là 3GB. Phía sau hộp máy thì sẽ có một số điểm nhấn mạnh trên chiếc Y71 này. Như các bạn thấy là máy sẽ có màn hình 6 inch nè. Một số thông tin khác thì lúc mình mở hộp mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nhiều hơn. Và đây là thành phần theo cái bộ sản phẩm này. Rất tiếc là bộ sản phẩm này chúng ta sẽ không có một ốp lưng tặng kèm. Wow, mở hộp ra các bạn thấy ngay chiếc máy của chúng ta, chiếc Vivo Y71. Và máy này là phiên bản màu đen nhám. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cây chọc sim khá là nhỏ và đẹp. Bên trong nữa thì chúng ta sẽ có hai quyển sách. Một là quyển sách hướng dẫn sử dụng, còn quyển còn lại đó là thông tin cũng như là cái thẻ bảo hành. Đi kèm theo bộ sản phẩm chúng ta vẫn có một sợi tai nghe. Đây chỉ là chiếc tai nghe loại thường thôi nhưng mà rất hữu ích với các bạn hay nghe đài radio. Mình thì ngày trước đêm khuya mình rất thích nghe đài radio, có rất nhiều cái chương trình hay. Và chúng ta sẽ có một sợi cáp micro USB và sợi cáp này là màu trắng luôn. Vậy là toàn bộ phụ kiện cáp sạc tai nghe chúng ta sẽ có màu trắng. Và đây chúng ta sẽ có một cái củ sạc khá là dài. Chúng ta sẽ có một củ sạc là 5V 1A. Đây sẽ là toàn bộ phụ kiện khi mà các bạn mua chiếc Vivo Y71. Phía sau này sẽ có một số thông tin nhà sản xuất lưu ý các bạn cũng có thể nên đọc qua. Bọc siêu ra các bạn thấy đây là chiếc Vivo Y71. Có thiết kế cũng khá là mỏng và đẹp luôn. Phía trước thì các bạn thấy chúng ta sẽ có một miếng dán màn hình luôn. Nhưng mà mình thì mình không thích dán màn hình. Tại vì khi mà các bạn dán, các bạn cảm giác khi các bạn vuốt nó không sướng bằng các bạn để màn hình trần luôn. Dĩ nhiên là các bạn để màn hình trần nó sẽ dễ xước hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng cẩn thận thì thực sự nó cũng không có xước nhiều lắm đâu. Nên mình thì về sau này thì mình ít dán màn hình nữa, mà mình để trần luôn để khi mà cảm giác các bạn chạm trên màn hình đó, nó vẫn rất là sướng. Giờ đây chúng ta sẽ đi sơ qua về ngoại hình của chiếc Vivo Y71. Phía dưới thì các bạn thấy chúng ta sẽ bên trái đây là giắc cắm tai nghe 3.5. Đây các bạn kết nối tai nghe. Kế đến chúng ta sẽ có cổng micro. Ở giữa thì chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB. Bên phải đây là dải loa ngoài. Các bạn thấy là tất cả những cái vị trí kết nối thì đặt ở dưới. Bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Thì các phím này thiết kế nhỏ và cái độ bấm này cũng khá là tốt. Trên đỉnh máy thì chúng ta sẽ không có một cái phím bấm nào cả. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có khe SIM. Cái khe này chúng ta sẽ có tùy chọn như thế nào. Wow, rất là tuyệt vời. Vậy là cái khe SIM này các bạn vừa sử dụng được một khe thẻ nhớ và các bạn có thể sử dụng hai SIM luôn. Và máy sẽ trang bị hai SIM nano. Vậy là phải nói là các bạn sử dụng cùng lúc là hai SIM và một thẻ nhớ luôn. Các bạn không phải đánh đổi một tùy chọn, đó là một khe SIM, một khe thẻ nhớ hay là hai khe SIM như nhiều smartphone khác. Thì đây là một điều mình đánh giá cao. Trên ở dưới chúng ta sẽ có những cái hai cái đường sọc ngang này. Đây là cái vị trí dải anten. Vị trí này họ tạo cảm giác như là một điểm nhấn cho máy luôn. Ở giữa thì chúng ta sẽ có logo Vivo. Máy sẽ trang bị camera sau là 13 MP. Kế đến thì chúng ta sẽ có đèn LED đơn rọi sáng. Và các bạn thấy là cái mặt lưng được bo cong, cái cảm giác các bạn cầm trên tay cũng khá là thoải mái cũng như là bấm tay. Tuy nhiên thì cái phần mặt lưng này nó cũng rất là dễ bám vân tay, nên các bạn có thể là các bạn dùng ốp hoặc là các bạn phải thường xuyên vệ sinh lao hơn. Điểm qua về phần mặt trước thì các bạn thấy là Vivo Y71 sẽ trang bị màn hình kích thước là 6 inch. Tuy nhiên nó chỉ được độ phân giải là HD cộng thôi, tức là 1440x720. Và đây cũng là chiếc smartphone phân khúc giá rẻ và được trang bị màn hình tỷ lệ 18:9 theo xu hướng mới hiện nay. Máy có camera trước là 5 MP, ở giữa là chúng ta sẽ có loa thoại cũng như là vị trí cảm biến. Phía dưới thì chúng ta sẽ có 3 phím điều hướng của Android nằm trong màn hình luôn. Tuy máy sở hữu kích thước màn hình 6 inch nhưng mà cái ngoại hình máy khá là nhỏ gọn, cảm giác như bạn đang cầm một chiếc máy 5.5 hay là chỉ là 5.2 inch thôi. Và cái phần viền trên cũng như là viền dưới màn hình thì mình thấy là họ chừa khá là vừa tay để dành cho các bạn cảm giác mà các bạn chơi game nó có cái điểm mà chúng ta tì tay được thoải mái hơn. Đặc biệt thì loa bên phải này khi bạn chơi game, chúng ta chơi game thì sẽ không có che mất cái vị trí loa.
thông tin của máy thì chiếc máy này đang chạy cái phiên bản Android đó là 8.1.0, RAM là 3GB và chiếc i71 sẽ trang bị vi xử lý đó là Qualcomm Snapdragon 425 và chúng ta sẽ có RAM là 3GB, bộ nhớ trong của máy là 16GB. Ngoài ra thì các bạn có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD và máy có dung lượng pin đó là 3360mAh và máy sẽ có hai màu sắc đó là vàng và đen nhám. Ngoài ra thì máy này cũng có nhiều cái tinh chỉnh khá là hay, đặc biệt đó là cái việc mà các bạn có thể bỏ đi ba phím điều hướng. Đây, mình vào đây mình có thể ấn đi ba điều hướng, thì theo mình nghĩ đó là một cái tính năng khá là hay. Khi đó thì các bạn thấy là nguyên cái màn hình của chúng ta sẽ full luôn và không gian mà các bạn trải nghiệm khi lướt web hay là xem video thì sẽ được thoải mái hơn. Nói sơ qua về giao diện camera trên chiếc Vivo i71 thì mình thấy là có rất nhiều những cái tính năng hỗ trợ dành cho các bạn selfie. Các bạn có nhiều tính năng như là bật HDR nè, hoặc là những cái tính năng để các bạn làm đẹp da rất là thú vị. Và cái phần này thì mình sẽ làm trong một cái clip chi tiết hơn để chia sẻ về hiệu năng cũng như là những cái tính năng hay ho trên chiếc camera của chiếc Vivo i71. Nói sơ qua về màn hình máy thì tuy máy chỉ có độ phân giải là HD cộng thôi, nhưng mà cảm giác khi mình lướt web, mình đọc tin tức thì phải nói là chấp nhận được. Tuy nhiên thì khi mà các bạn xem video thì các bạn chỉ có tùy chọn tối đa đó là 720 thôi và không được lên đến 1080. Tuy nhiên thì qua những cái trải nghiệm thực tế khi mình xem video trên YouTube thì màu sắc hiển thị theo mình nghĩ là khá ổn trong tầm giá. Ngoài ra thì máy sẽ có một kiểu thiết kế theo mình nghĩ là đó là màn hình 6 inch nhưng mà trong một cái ngoại hình nhỏ gọn, mình cầm khá là vừa tay, cũng như là mình có thể thao tác một tay khá là tiện lợi hơn. Ngoài cái tính năng có thể ẩn đi ba cái phím điều hướng bên trong màn hình thì một tính năng mình khá thú vị đó là các bạn chỉ cần vuốt từ dưới vuốt lên thôi là chúng ta truy cập nhanh những cái điều hướng trên máy. Bạn có thể chỉnh độ sáng nè, sáng tối nè, âm thanh, hay là các bạn có thể truy cập vào những cái tính năng khác bằng cách các bạn chỉ cần vuốt từ dưới màn hình vuốt lên thôi. Thì cái tính năng này theo mình nghĩ cái thao tác này nó rất là tiện lợi dành cho các bạn, nếu các bạn dùng một tay các bạn cũng vẫn có thao tác được, thay vì cái thường thường thì các điện thoại khác các bạn sẽ vuốt từ trên màn hình vuốt xuống thì các bạn phải cần tới hai tay. Còn tính năng này thì dù những lúc các bạn bận rộn thì các bạn vẫn có thể sử dụng một tay để các bạn điều hướng được. Trong video sau mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những cái tính năng hay trên chiếc Vivo i71, chi tiết hơn về trải nghiệm hiệu năng camera hay là hiệu năng chơi game thì mình sẽ dùng nhiều hơn và mình sẽ chia sẻ cùng các bạn trong một clip sau nhé. Và ngoài ra các bạn lưu ý là sắp tới thì để kỷ niệm kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ sắp tròn 10.000 sub thì mình sẽ tổ chức nhiều cái game nhỏ, cũng như là mình đã mua một số sản phẩm nhỏ sẵn rồi thì mình sẽ thực hiện những cái video mở hộp dần, và đến khi mà kênh 10.000 sub thì mình sẽ tổ chức những cái game, nên các bạn nhớ đăng ký theo dõi, cũng như là nếu các bạn ủng hộ mình các bạn có thể share lên Facebook để cho nhiều bạn bè mình biết hơn để ủng hộ mình. Và đây thì mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Lăng Kính Công Nghệ, và hy vọng là sắp tới các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn, và cũng như là sắp tới mình sẽ tìm nhiều sản phẩm hơn để trên tay và chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên like, share để chia sẻ cùng bạn bè, cũng như là đăng ký kênh Lăng Kính Công Nghệ để chúng ta xem thêm nhiều clip sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.